Mình chào cả nhà nhá. Buổi trưa lại ngồi bắt đầu sửa. Video này mình sẽ sửa cái nồi cơm Cúc Trang. Với cái lỗi khách nói đang nấu thì lỗ bụp, như vậy là chắc là chết công suất nhá. Cái nồi này mình lại nói qua, cái nồi này của một cái bác gửi cho mình. Bác gửi hai cái, thế là mình sửa cho bác ấy một cái rồi. Bác ấy dùng một cái lâu rồi. Còn cái này thì mình bận quá, mình không có thời gian mình làm. Bác ấy đến hai lần rồi mà mình không có thời gian mình làm, đến nhà mình để hỏi ấy. Nên là hôm nay mình tiện thể mình sẽ sửa nó để mình giả bác cái lốt. Lâu lắm rồi, cái lồi này để mình lâu cực kỳ rồi. Nếu mà sửa nó ok con này nhỉ, xong ấy thì mình còn có thời gian ấy, mình sẽ sửa một cái lồi mới đét như này luôn. Chúng ta sẽ xem này. Lồi này là Cúc Cu, còn lồi này Cúc Trang. Lồi này là con trai đang xuất đà làm bên Hàn Quốc, mua về tặng mẹ, tặng bố mẹ ở nhà. Dùng được đúng 2 tuần thì chết. Thấy có người thông báo như vậy và đem thợ ở quê, hai thợ ở quê rồi bảo là không sửa được. Đấy nên không rõ là nó có bị nặng hơn khi đem ra thợ không. Lồi Cúc Cu, Cúc Trang, lồi đấy đắt tiền lắm đấy các bạn ạ. Hình như mà hồi đầu mình cũng đã từng có một lồi, mình sửa một cái lồi như thế rồi hay sao ấy. Là đời đầu tiên mình mới làm kênh ấy, năm 2020 hay là năm 20, khả năng là như năm đầu năm 20. Đó, bây giờ thì nó bị nổ công suất. Mình ghi chữ nổ ấy, lâu rồi mình ghi chữ nổ đây là đang nấu, thế họ bảo là nổ mà. Và mình có ghim điện này, chúng ta sẽ nhìn cái đồng hồ của mình nhá. Ghim qua bóng đèn trước thôi, ghim thì nó chả có gì cả, vẫn 0,4W thôi, chả có một cái gì cả nhá. Đấy, bây giờ các bạn chờ mình chút để mình tháo ra xem mức độ như nào nhá. Nồi này thì mất cả cái giữ ở đây rồi, nhưng mà nó là nồi áp suất nên người ta cứ đút vào người ta vẫn nấu bình thường. Nồi IH mà các bạn nhá. Có bạn nào mà thắc mắc là tại sao cái lồi mình vừa cho mọi người xem lồi rất mới đấy, tại sao về Việt Nam nó lại nhanh hỏng như thế? Thì theo mình nhá, theo cá nhân mình nhìn nhận nhá, là nó rất nhiều model nồi Cúc Cu hoặc Cúc Trang mọi người mua bên Hàn Quốc ấy, nồi xịn đấy, có cái hơn chục triệu, có cái đến 20 triệu ấy, về Việt Nam nó nhanh hỏng. Bởi vì tại sao? Bởi vì là ở, như theo cá nhân mình nhận định thôi nhá, không biết có chuẩn không nhá, là lưới điện ở Hàn Quốc ấy là nó họ chạy với điện áp là 220V nhưng tần số là 60Hz. Còn ở Việt Nam là 220V, tần số là 50Hz. Chính vì cái sự sai khác của cái tần số đấy dẫn tới là về vấn đề IH ấy, thì cái tần số ấy nó rất là quan trọng trong quá trình phát xung, trong quá trình nhận diện để phát xung chuẩn. Và người thiết kế người ta tính toán cái phần công suất làm sao cho hợp lý ở cái tần số 60Hz. Do đó về Việt Nam ấy là nó sai khác về cái đấy, nên do đó một số model, không phải là tất cả nhá, nhiều model về rất là mới và đẹp nhưng về Việt Nam là nhanh hỏng. Mình đang đoán là do sai khác về cái tần số lưới điện ấy. Còn đối với những cái nồi cơm Nhật ấy, thì tại sao về Việt Nam chạy ok? Bởi vì nồi Nhật thì nó điện áp của nó chạy 100V nhưng mà nó lại ở cái giải tần số ấy là ở 50 và 60Hz cũng được mọi người ạ. Có cái chúng ta phải cần bộ đổi điện để chuyển đổi từ tần số là từ điện áp là 220 ra thành điện áp 110 thôi. Còn với cái tần số điện áp cũng ok rồi mọi người ạ. Còn Hàn Quốc thì nó lại chỉ là 60Hz mà. Do đó mà một số cái lồi về Việt Nam nó còn báo lỗi tần số không chạy cơ. Nó nhận diện không chạy vì lỗi tần số cơ các bạn. Ôi, đã lỗi cổ chì rồi đây này. Tóm lại là lồi đem đến mình thì kiểu gì cũng đã vọ quạch tự sửa, hoặc là gì đó thì không rõ. Đấy, lỗi cổ chì hôm nay lỗ lại đấy các bạn ạ. Hoặc là đã từng sửa đây, lỗi cả dây đồng ở dưới này này. Mọi người không biết mọi người có nhìn không? Mình đang để máy hơi cao, nghiêng nghiêng đấy, thì cái máy này phải để chế độ tự lấy nét thì nó mới đẹp. Lấy nét một tay tao bị mờ thôi. Như vậy là chắc chắn là chết công suất nhá. Mình tiếp tục mở bung ra. Bọn này sửa công suất thì cũng như sửa như nồi cơm, như bếp từ thôi các bạn ạ. Sửa như bếp từ thôi. Cái quan trọng là khi sửa, ôi rồi nó còn cháy cả con này là con gì nữa đây này các bạn. Mình thấy có cháy cả điện trở ở đây nữa này. Phải tháo cái quạt này ra rồi. Quạt này phải chạy, mình đang nói là phần công suất ấy, khi sửa trong chúng ta phải quan tâm là quạt xem nó có chạy không nhá. Quạt này, quạt 20V đấy. Quạt 24V. Chạy 20V, chạy lắp nó lắp 24V các bạn ạ. Đấy. Chắc là chân rắc cắm quạt, họ đấu như thế cũng được. Nhưng mình thấy có chỗ này con này đang nổ, không biết nó là con gì này.
Mọi người này, ôi rồi nó nổ bung bành ra như này luôn. Mọi người nhìn này, nó nổ tan tan tành ra luôn này. Con này nha, con chiếc không? Ờ, 2108. Thế nó là con gì nhỉ? Đúng rồi, nó là con chiếc. Nó là chiếc ủ thôi. Chắc là liên quan đến chập dây ủ gì đấy các bạn ạ. Thì nó đưa ngược lại này, nó đưa ngược lại nè, điện áp ngược lại nó cháy con này, không biết có chết chân vì xử lý không ấy mọi người ạ. Như vậy là nó có một số con chiếc ủ, chiếc trên nắp vung này hoặc ở xung quanh thành nồi ấy, thì có hai con chiếc này này. Thì hai chiếc này thì nó rắc cắm nó ra đây này, thì con chiếc này không nổ, nhưng con chiếc này thì nổ rồi mọi người ạ. Nổ và điện áp tại nó đưa vào cái chân gờ ấy, nó đưa ngược này, nó đưa ngược vào đây, nó nổ cái con điện trở này này. Con điện trở này nó sẽ tới chân của vi xử lý đấy các bạn ạ. Nên không biết là chân vi xử lý lỗi không, cứ kệ rồi đã. Lại giống như điều khiển những cái tivi backupper mình vừa mới sửa xong rồi, cái phím à cái cáp kết nối lên cho cái mắt nhận mới phím bấm hỏng, cuối cùng mình sửa được ok rồi mà nghịch mãi nó mới biết là lỗi hay là hóa là ở đấy nữa. Ô, không chập IGBT mọi người, không chập IGBT thì như vậy là chết gì đây các bạn nhá. Không chập IGBT chẳng lẽ là do bị nổ ở đây à? Con này khi mình sửa xong ấy, nếu mà nó chạy bình thường kiểu gì mình cũng phải chế cái khóa vung lại nhá. Bởi vì khi không khóa nó vung ấy, là chúng ta cứ tưởng tượng ấy, khi không khóa lắp ấy, chúng ta thử đặt cái này ấy, thì là cái đáy nồi nó đã nằm ok so với khoảng cách với mâm từ ok rồi. Nhưng mà khi chúng ta khóa vung ấy, thì bản thân cái khu vung nó có lò xo nó lưng lên, nó lưng xử cả cái này lên, nó lưng khỏi mặt thì khả năng rất nguy hiểm các bạn nhá. Nên do đó mà phải chế để ép nó xuống để cho nó bằng. Kiểu gì mình sửa được mình phải chế, dù nó xấu nhưng vẫn phải chế cho người ta, không thì nó lại chết lại công suất. Đang lấu mà lại nhấc cái nồi lên cái thì thôi rồi các bạn ạ. Như vậy mà cắm không vào điện nữa thì là do, hay là do chính nổ cái này mà nó lại nổ được. Cái này mình đang nghi ngờ ấy, đó là cái dây ủ để mình nhìn luôn. Là cái dây ủ để mình nhìn nhá, mình đang nhìn ở đây này, để mình xem cái dây ủ đấy là dây nào. Mình đang đoán là cái dây ủ lên nắp vung ấy, cái dây ủ đấy nó mở qua mở lại đôi khi nó sẽ chập mọi người nhá. Như vậy là dây ủ vàng vàng này thì ở đây rồi, dây ủ lắp vung là ở hai cái bên ngoài, hai cái bên ngoài thì đúng luôn mọi người nhá. Như vậy là dây ủ của lắp vung đang bị chập, chắc là bị chập mở qua mở vào, nó bị chập ở cái chỗ bản lề đấy. Bây giờ thì nó đứt rồi mọi người nhá, nó chập nó lỗ như thế, có thể bỏ qua được nếu mà lấu không cần giữ cơm nhiều hôm ủ xung quanh được các bạn ạ, có thể bỏ cái đấy được. Nhưng hy vọng là con mờ su không chết, bởi vì nó cháy, nó đưa đi áp ngược vào chân chức năng của IC mà, thì nó lỗ cầu chì rồi nhá, cầu chì đây này, từ đây sang đây đã lỗ rồi này. Thì đây là hai dây AC vào nhá, thì một dây nó đi qua quận chặn này, nó đi vào đi tới đây này, đi qua quận City đấy, quận này quận City tới đây rồi, thì dây nữa là phải tới đây, thì dây nữa này nó từ đây ý. Đúng rồi, nó đi qua cầu chì sang đây, cầu chì này, cầu chì 10A nhá, đi qua quận chặn này. Tụ bù cũng có nhá, tụ bù của nó là 2,2mm này. Đi vào trong cái này nhá, thì giờ mình sẽ đo thử xem cầu chì nó cháy thì mình xem cái cầu chỉnh lưu có cháy không mọi người ạ. Đôi khi lại IGBT không chết, cầu chỉnh lưu chết thì nó cũng nổ như thế mà. Thì mình sẽ đo này. Từ dương, từ hai xoay chiều về dương này. Đo ngược lại phải không được phép lên. Lên đi, không lên. Từ âm về xoay chiều, từ âm này. Lên này. Ngược lại. Như vậy là không chết. IGBT cũng không chết. Như vậy là chỉ có một cái là do bị đoạn mạch ở lắp vung, ở cái con mà nó lỗ được con chiếc đấy thì cũng kinh thật đấy, để mình dò cho mọi người tham khảo nhá. Là cái dây AC này nó đi qua cái dây gì nó tới trên ấy rồi, trên một dây lên trên nắp vung rồi, dây ủ ấy. Tiếp theo một dây AC nữa, dây AC nữa đây này, lại dùng ô, nó lại ủ bằng nguồn DC à? Ở đâu? Nó lại đến đây á? Ô, cháy hết cả điện trở ở đây luôn này.
Cái này là nguồn đi nguồn âm ra mà. Như vậy là chỉnh như có lửa chu kỳ à. Xung dương đây này, đi từ đây sang đây. Đi qua dây di này. Sau đó đi theo một con diode bên trong này để đi về dây AC này, để đi về dây AC còn lại. Như vậy là dây ủ nó chơi con lửa chu kỳ. Nó chơi cái kiểu này. Chiều này các bạn ạ. Nó cháy cả con điện trở trong này rồi. Nó nổ tung như này thôi, bây giờ mình cứ cô lập nó đi đã. Xem thử, hy vọng là phần công suất không sao. Công suất chắc sửa lâu rồi, mình có bụi để nguyên như này nhưng đo chưa chết thì cứ để nguyên thôi mọi người ạ. Khả năng là đây phát này là do nó nổ này, do làm là nổ cầu chì được ấy các bạn ạ. Hình như thế đấy. Chắc thế thôi. Chứ không phải lại phán đoán xa, không nhờ phán đoán không đúng nhá, không phải chết công suất nhá. Con chiếc này này. Chiếc này đã chết rồi. Mình bỏ luôn. Mình biết tác dụng của nó chỉ là ủ trên nắp vung thôi mà. À, điện trở lại cháy hết rồi. Tháo bỏ luôn. Không còn ủ nắp vung nữa. Thôi không tháo đi mà cắt đi. Cắt đây luôn đi. Bỏ luôn ủ nắp vung các bạn ạ. Còn ủ xung quanh là được rồi. Bây giờ sẽ thay cầu chì ghim điện xem lên được màn hình không nhá. Chờ mình chút, mình kiếm cái cầu chì cắt luôn đi này, kiếm lắp cái cầu chì khác đi. Cầu chì nó rẻ lắm mà, mua được nhiều thứ mà chẳng lẽ không mua được cái cầu chì, nó toàn lắp bằng dây đồng thế này. Lắp cầu chì 8A được các bạn ạ. Mình sẽ lắp cầu chì 8A đi. Bởi vì bản thân là khi chạy con này thì chỉ đạt đến tầm 6A mà. Đấy, cầu chì zin bản nó là 10A nhé mọi người nhá. Mình sẽ lắp cái cầu chì 8A. Mua cái hộp cầu chì 8A để thay cho lò vi sóng mà còn nguyên, mới thay được có tí ấy. Cầu chì 10A thì hết lên hết rồi. Này 100 cái các bạn ạ. 8A này. Thay cầu chì 8A rồi. Và đây là cái cầu chì nhiệt bảo vệ nhá, nên đã thử nó thì phải lú tắt nó lại. Hy vọng là nó lên. Con bếp này, à cái nồi này như còn bị hở do hay sao ấy. Mình thấy chảy đây. Chảy đây xuống mạch. À xuống xung quanh ấy. Này, sửa không bền được. Do nó hở quá. Thấy là ghim điện xem nó có lên không nhá mọi người nhá, ghim qua bóng đèn thôi. Đây là mình zoom xuống cho mọi người nhìn này, nó lên được màn hình thì ngon nhá. Thật cắm này, ui dồi ôi, sáng trắng luôn. Như vậy là chập cái gì các bạn ạ. Đấy, không có bóng đèn là nổ luôn đấy nhá mọi người nhá. Như vậy là còn chập cái gì mà nó sáng trắng. Vừa đo cầu diode nó có chập đâu. Đây, IC nguồn chập à. Con tục bù này thì không thể nào làm nó sáng được như thế này, tụi có 2,2 mà. Ô, đang chập này. Ô. Ô, rồi. Chập vào đây. Ôi rồi, tụ à. Trời ơi là trời, hay là mình không nghĩ là tụ này chập đâu. Đo đang chập ở đây nhá mọi người nhá. Nhưng đo giữa âm dương của nguồn thì không chập. Ôi giời ơi, các bạn nhìn đây này. Mình ghim này, mình đo này. Không chập nhá. Như vậy là chập cái gì đây, tiếp tục dò nhá. Đang chập ở đây nhá mọi người nhá. Chập ở đây mặc dù là ở đây không chập. Đó. Thì bây giờ tiếp tục lên nhá, lên đến đây thì vẫn chập. Đó. Thì từ đây này đi sang đây. Vừa đo thử nó không chập rồi mà. Ngược lại. Không chập nhá. Cầu điếu không chập nhưng hiện tại nó đang chập nhá. Đang chập này, chập về không luôn nên do đó mình nổ cầu chì đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem tại sao nó chập nhá. Còn cái gì mà gây ra cho nó chập như thế? Các bạn cứ theo dõi mình nhá để mình tìm những nguyên nhân nhá. Rất là đâu nhỉ? Hay là cầu diode, à diode này. Đúng luôn rồi. Diode chỉnh lưu này.
tiếp tục đi út chỉnh niu nữa này. Như vậy là AC là nó không phải đi qua dây di lên mà nó được chỉnh niu thành thành cả chu kỳ đây. Sau đó nó mới đi qua cái con này các bạn ạ. Như vậy là cái dây ủ nó lại chạy điện DC. Mình đính chính cho mọi người nhá, chứ không phải chạy điện AC nhá. Cái dây ủ nó chạy điện DC và nó như thế này này, mình sẽ phân tích cho mọi người. Đây là dây AC, đây là dây DC nhá. Nó sẽ chạy từ đây, xung dương ở đây chẳng hạn nhá, nó sẽ chạy từ đây đi sang con diode này. Đi vào đây, đi sang bên này nhá, đi qua con chập thôi, con không chập thì mình cứ để yên nhá, đi sang bên này. Và nó sẽ mở từ đây đi sang đây. Khả năng đây là con diode có điều khiển không thì mình không rõ. Đi qua dây gì đi về đây, đi về cọc âm này nhá. Mọi người nhá. Thì nó sẽ đi theo một con diode xuôi ở trong cái này để nó đi về dây AC còn lại. Đến nửa chu kỳ sau mà đây là dương ấy thì nó lại đi chỉnh đi qua con diode này. Đi từ đây này, đi qua dây ủ ấy, rồi đi sang đây, đi về đây và sẽ đi qua con diode từ điểm này sang điểm này để đi về AC còn lại. Như vậy là nó sẽ lợi dụng hai con diode to ở trong cầu chỉnh niu để kín cái mạch chỉnh niu cả chu kỳ, kết hợp với hai con diode nhỏ bên ngoài. Và do nó bị nổ như này nên tôi nó chết chập hai con diode này rồi. Nên hai con diode này mình sẽ phải thay, bởi vì để còn có tác dụng ủ của lắp vung, à của thành nồi nhá mọi người nhá. Nhưng mà phải tháo ra đã để xem nó có lên không đã các bạn ạ. Cứ tưởng là nó ủ bằng chi ắc bình thường thôi, để tí nữa mình đọc con này xem nó là chi ắc cha này hay nó là con gì. Nó còn con này nữa là 21081A60. Đó, tên nó như vậy. Như vậy là hai con diode này chết chập nhá. Hai con diode này chập thì không ạ, đây là dây dẫn, đây là dây dẫn thì hai AC chả chập nhau mọi người nhá. Bây giờ mình đã hút hai con đấy ra rồi thì đo sẽ không chập nữa. Mọi người thấy chưa? Và bây giờ sẽ tiến hành thử xem nó có lên được nguồn không. Mình chỉ sợ là nó đưa cái điện áp cao vào cái con kích đấy ấy, và nó đưa nó cháy đen điện trở ấy, nó đưa vào nó sẽ làm chết chân chức năng rồi ơi, và chết cả luôn cả vi xử lý ấy các bạn ạ. Nha, bắt đầu cầu nguyện cho nó không chết. Ghim điện này. Đó, lên đẹp rồi mọi người nhá. Bảo aerob. Như vậy là nó sống nhá. Ok. Đã lên được nguồn. Và con này thì chạy con IC nguồn hơi độc lạ đấy các bạn ạ. Các bạn nào muốn thì mình đọc cho mọi người. Con IC nguồn này nó có cái tên P1014AP06. P này 1014AP06. Tên IC lạ ghê gớm. Và khi nó bị cầu chì nổ, nó cũng lẹt nửa vào chân của nó này mà nó lại không sao này. Cầu chì chắc là cầu chì đứt trước, thợ sửa công suất thì họ nối được đây rồi, nhưng họ thợ nấu họ sửa ok đấy nên nó vẫn nấu bình thường, nên mình cứ kệ thôi, nó lẹt xín cả chân này luôn. À, chân nhiều chân khác nhau, ủ tí phải hàn lại hết, nó vàng hết cái mạch này rồi phải hàn lại. Như bây giờ thì mình sẽ tiến hành thay hai con diode này, tra cho mọi người tham khảo con này là con gì, sau đó là lắp hoàn thiện và test thử. Còn đâu cái và tí nữa kiểm tra cho mọi người xem nó bị chập trên kia như nào nhá, xem cái chỗ lắp vùng kìa, chỗ bản lề. Đây là con chiếc, nó ghi chữ 1A60, tức là dòng mắc là 1,5A để đáp chịu được là 600V các bạn ạ. Như vậy là chiếc, nhưng mà nó lại được chỉnh niu đã các bạn, buồn cười ghê. Thôi cứ kệ thôi, nó chiếc là dẫn 2 chiều, nhưng hiện tại bây giờ đang chiếc chỉ dẫn 1 chiều thôi các bạn ạ. Nó lại thiết kế kiểu ý cơ. Mình đã thay hai con 4007 khác này, và bây giờ là bọn nó sẽ chỉ ăn tải ăn của ủ của thành nồi thôi, chứ lắp vung mình đã bỏ nhá mọi người nhá. Và con này thì hàn lại qua mấy cái con IC này đang nóng vàng thế này này các bạn này, khi chạy nó nóng phết đấy, những cái nguồn này này. Đã thợ người ta cũng đã hàn lại rồi đấy chứ. Bỏ con này ra đi, bởi vì đã vừa đã thử thôi mà. Tụ bù này 2,2mm này. Tụ vàng.
cái dòng lồi cúc cu cúc tre này, cái nguồn từ bộ nguồn ra là 6V nhé. Sau đó đến vi xử lý nó đi qua những con diode để nó hạ ra, để nó hạn còn hạn tụt xuống còn còn hơn 5V một chút các bạn ạ. À, chúng ta sẽ thấy này, cái chân này nó lâu năm nó vàng, nó đang như muốn bong rồi này. Tiện thể thì phải xử lý luôn để cho nó tăng được cái độ bền cho người ta luôn. Chứ sửa xong về bệnh này lại nhảy bệnh khác, lại chạy chập chờn thì chán lắm các bạn ạ. Đó, hết một vò luôn. Con IC là con C339, chắc là nhận lồi các thứ rồi. Ok, lắp lại tất tần tật. Ở đây soi xem cái này cho mọi người đã, rồi mình lắp sau vậy. Bỏ hết đống này đi, xem nó lỗ như nào nhá. Bây giờ nó đang tháo bung ra, đang rơi hết ra rồi các bạn này. Mọi người nhìn này, đây chính là cái dây ủ đây, dây ủ đang bị lỗ đây các bạn, chính là cái dây ra ở đây này, đây này, lỗ ở đây luôn nhá mọi người. Con này nguyên nhân đó chính là do bị nước chảy, nước chảy chúng ta sẽ nhìn cái chân của nó này, nên mình thôi mình cũng bỏ luôn, bỏ là thượng sách các bạn ạ. 220 được chỉnh lưu cả chu kỳ xung đỉnh đến 300V đi lên, sau đó bị dung dịch nước chảy vào đây, đang nấu lỗ mà chảy vào đây, dưới đây nó chập, nó chập không khác thì hai cái dây này chập vào nhau cả, chập vào nhau thì nó lỗ dưới là đúng mọi người nhá. Thôi con này bỏ luôn, không sử dụng con này nữa, không phải tháo trên nữa các bạn ạ. Không biết là có đứt dây gì không, đây là sửa theo kiểu bỏ bớt các bạn, mình sửa theo kiểu bỏ bớt. Đó rồi, lắp hoàn thiện nhá các bạn nhá. Và chế một cái lắp giữ không để đây, chúng ta sẽ mình vừa nói cho mọi người rồi ấy, là khi cái khó tí nó thử cho mình sẽ cho mọi người tham khảo sẽ biết được hơn. Trời xử như này các bạn ạ, nó sẽ trào ra bên ngoài. Mình nhìn thì rong nó không hở đâu, nó không rách đâu các bạn ạ, chắc là họ lôi cháo hay kiểu gì họ trào ra bẩn như thế các bạn ạ. Và chúng ta sẽ nhìn này này, đây là giải pháp tạm thời nhá, cầu diode hỏng bây giờ đang mang một cái tác dụng khác hoàn toàn, không phải là chỉnh lưu nữa các bạn ạ. À, sẽ là gặp vào như này để nó giữ, chứ nếu mà không giữ ấy, mà chúng ta khóa vung này này mà chúng ta sẽ nó lâng lên này đấy, cả cái lồi nó đang lâng lên ấy, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là lâng khỏi mâm từ, là đôi khi có sự cố đấy các bạn nhé, bởi vì nó lâng lên như này mà mọi người. Đấy, dặn người ta thôi, khi có cái này thì lắp nhưng mà chả có. À, để như này cái là sẽ giữ được nhá. Và bây giờ xem kết quả, ghim điện này lên ok, không ăn tí dòng nào, là con tụ 2,2mm đang bị lỗi rồi. Chúng ta nhìn đồng hồ nhá, mình bấm on chạy này, nó báo gì ấy? À, nó báo không đóng nắp các bạn ạ, báo nhấp nháy không đóng nắp này thì nắp về đấy, đã khóa vùng nhá. Chạy này, đây là nhìn dòng hoa này đấy, được 2,2A, như vậy nó đã phát xung ok mọi người ạ, đang chạy ok đấy, để tí nữa xem nó có phát xung không. Quạt đã chạy các bạn nhá, nghe tiếng quạt chạy rồi, vừa ông vệ sinh trà mỡ à, cho ra chai nhớt, thêm ít nhớt vào cho quạt này các bạn ạ. Cái lắp đằng sau này nó có rất nhiều cái bẩn bẩn này, đây nó ăn dòng là được 6A rồi đấy các bạn này, nó có rất nhiều cái bẩn như là họ lâu năm quá họ kẹt lại, họ lấu chảo ấy các bạn ạ. Như vậy là con này lỗ cầu chì đang lấu nổ đục, nguyên nhân không phải là do chết công suất mà nguyên nhân do trào nước, nước trào xuống làm chập cái nguồn cho phần ủ ở phía trên nắp vung mọi người ạ. Nhưng mình bảo là nó phải lúc đấy nó phải tạo đưa con chiếc nó phải mở để đưa lệnh ủ thì nó mới nổ được chứ, hay là lúc đấy là đang ở chế độ nấu xong rồi thì nó mới nổ thì mình cũng không rõ. Nó đã chập nước nó vào làm chập dẫn tới là nổ chiếc chết diode chỉnh lưu, chết hai con diode chỉnh lưu làm chập AC dẫn tới nổ cầu chì các bạn nhé. May mắn là phần công suất không sao cả, nó phát xung lâu ghê này, nó không nghỉ này, nhiệt độ nóng ấy, mình cứ kệ nó chạy tí xem nào.
trong này đang không có tí nước nào các bạn ạ, hay là không có nước nên nó không nhận diện được nhiệt độ. Cứ kệ nó là xem nó sao, quạt đang chạy rồi mà, nó nhiệt độ nó đạt đến ngưỡng là nó sẽ ngắt giờ mà. Đấy các bạn thấy chưa, khi nhiệt độ nó đạt cái đáy nồi nó đạt thì nó sẽ ngắt các bạn nhé. Thôi video kết thúc nhá, bạn buồn cười ghê, nhưng mà đã tìm ra được nguyên nhân thì sửa sẽ ok thôi. Chào tất cả các bạn nhé.